Đây cái thằng bạn nè, thằng bạn xe hơi hôm nay nó đi đẩy rửa xe hơi nha mọi người, bó tay nó luôn nha mọi người. Sẽ quay lại lên YouTube chiếc xe Camry 2.0 đã đi rửa xe. Chào mọi người, hôm nay trai quê ngoại thành sẽ đi lên chiếc xe Camry 2.0 của thằng bạn. Hôm nay nó rửa xe, nó sẽ chở mình đi ăn buffet nha. Buffet ở dưới quận Gò Vấp nha mọi người. Hôm nay cảm giác hơi bệnh, không được khỏe lắm nè, mà vẫn đi ăn nha mọi người. Là lâu lâu nó mới đã nha, phải đi thôi nha. Toyota Camry. Bây giờ đã nhịn đói một tiếng đâu, một tiếng rồi, nhịn từ 5 giờ đến 6 giờ rồi. Chưa ăn hả? Không, mà chưa ăn nè. Muốn ăn đâu bây giờ. Đây là quầy nước sốt, mọi người. Đúng rồi. Bụng quá, nó quay hoài, nó chấm không à. Bây giờ ăn nước chấm thì cũng từ từ. Này lãng coi nhiều lắm rồi, lãng coi đi, thích gì làm mấy chứ đâu. Có lẩu ra rồi nữa. Ủa lẩu thằng mình. Lẩu. Cái không cay qua đây thì rất là. Nó là tiết dịch đó hả? Cái này là dùng kèm với lẩu cay. Dùng kèm lẩu cay. Cái này chính cho hay nhúng vô. Nghe mình nhúng vô. Nhúng à, hồi nhúng. Chết rồi. Mày nóng hơn nó. Đói rồi, đói. Chưa, từ từ. Chưa nóng. Khó lấu, đưa đâu có tư hết rồi. Khó lấu rồi. Thì cũng từ từ.
em trai. Ủa cái bên này là mấy xe để xe hơi thì có thu phí gì không? Mình đó là vừa mình nói thu phí đúng không? Tàu cho mấy em của nhà hàng đó hả? Cái này của không có gì quyết mà nó cũng dành ăn. Trời đợi gấp lắm, gấp lắm rồi. Mày đợi con dưới tầm cái đòn. Giờ viên. Vào vào viên. Ăn chua. Cái trái là gì vậy mẹ? Cái trái là gì vậy? Mày có ăn không biết chạo mày luôn không? Chưa mày chưa? Nè bỏ vô nồi trụng lên miếng mì trước đi. Cái mì nào? Phải trộn lên nè. Cái này là cái gì em gái? Bánh bao. Có bỏ vô mẹ. Nói chung là bỏ vô hết đúng không? Cái gì cũng bỏ vô. Mẹ cho toàn bỏ vô. Đá thì cũng bỏ vô. Bỏ tôm với mực. Cái trái là gì vậy? Cho đi ăn cho mấy đồ đũa khác. Gấp đồ sống rồi sao? Mẹ nó có đôi hả? Đôi. Rồi từng đôi nó đi. Đây. Đâu? Đúng rồi, ném thì nấu thì đó. Hình như có cái gấp á, cho mình cái gấp đi em. Có cái kẹp á, cái kẹp gấp á. Cái kẹp có cái kẹp á, dễ gấp lắm. Để order cho mấy gì mà sao hấp dẫn luôn mọi người. Từ từ thôi. Đói quá hả? Em bé đói quá hả? Đói quá. Rồi. Anh rồi, Toàn. Rồi làm quá hết rồi. Nhấc tôm rồi ăn đi. Thịt bò Mỹ hay Úc ạ? À? Úc Mỹ luôn. Mình chơi hai nước là Úc với Mỹ luôn. Quẹ mấy nắm tiếp xuống anh. Thịt bò Úc và thịt bò Mỹ. Đây nó là to.